con vừa nhận được lịch phân công trực Tết mẹ ạ. Phải trực đủ đúng 5 ngày. Con phải tranh thủ từng hơi thở để kiếm tiền bà. Còn trẻ tuổi sao vất vả thế hả cháu? Anh đang cần tìm một cô gái. Tìm cô gái rồi đó. Từ trước đến giờ em mới chỉ thấy anh tìm chó hay là tìm mèo thôi. Tôi là con một. Thì sao? Tôi làm việc chuyên nghiệp và đúng giá. Giới thiệu với mọi người, đây là Thanh, người yêu Huy. Thanh chỉ là người mà anh thuê đến để đóng giả làm người yêu, đúng không? Bạn con à? À, đây là bố mẹ tớ. Bà ơi, cháu có một bí mật, một thân phận khác ạ. Mọi người trong gia đình mình đều đang háo hức ngóng chờ được gặp người yêu của con. Vậy anh nghĩ việc anh thuê một cô người yêu giả đến ra mắt với bố mẹ anh thì họ sẽ thực sự vui à? Tôi từ chối việc này. Các con bay một cái là mẹ vào viện dưỡng lão luôn. Bây giờ những cái không hay mình gạt đi, mình quên nó đi. Con người sống với nhau là để yêu thương mà. Mình chỉ nên nhớ những kỷ niệm tốt đẹp về nhau thôi, nhá.